Mọi người, hôm nay mọi người lại đến với Hoàng Official đây. Hôm nay Hoàng sẽ dẫn mọi người đi mua những thử thách ăn theo icon và trải nghiệm của mình đi mua và về làm video. Let's go. Và sau đó chúng ta bắt đầu lên đồ. Lên đồ xong rồi tôi cảm thấy nóng nực vì đang mặc một cái áo khoác và giữa cái dây nắng. Và đi tầm khoảng 20 phút tôi đã lên được thị trấn Yên Mỹ. Đang hớn hở thì lại hết xăng. Sau đó cậu ta đang dắt bộ. Một lúc sau thì ra cây xăng đổ xăng rồi vòng ra siêu thị luôn. Và lúc ấy tôi đã mua được rất nhiều đồ. Thích nhất cái bánh luôn. Mua chẹp chẹp. Bắt đầu tôi lại đi được một vòng siêu thị. Và đi 330 vòng ở trong siêu thị tôi đã mua được một chút đồ của rất ngon. Bye bye mọi người, video đến đây là kết thúc nha. Bye bye. Tôi đang đi một quãng đường rất nắng và mọi người cũng đang xem video và cho tôi một tim nha. Bye bye.